Một thế giới thu nhỏ giữa lòng thành phố, nơi những người xa lạ bỗng trở nên gần gũi với nhau hơn bao giờ hết. Nơi khơi nguồn cho sự bình yên và ươm mầm sự sống, là điểm bắt đầu cho những thế hệ vươn cao. Tất cả những giá trị sống đích thực và hoàn hảo đều hội tụ tại một thiên đường sống đẳng cấp và sang trọng tại Tiana Star Diễn Châu. Một ngôi sao sáng tô điểm cho bầu trời đêm huyền ảo của vùng đất nắng gió và dịu dàng lan tỏa những trải nghiệm tuyệt vời. Tòa lạc tại điểm vàng của vùng đất nắng gió xứ Nghệ là nơi giao thoa của những tuyến giao thông trọng yếu và điểm kết nối các khu du lịch nổi tiếng, khiến Tiana Star Diễn Châu trở thành vị trí đắc địa. Với mục tiêu mang lại một cuộc sống đẳng cấp, thượng lưu đầu tiên tại Nghệ An, Tiana Star Diễn Châu dùng cả tâm huyết của mình để kiến tạo nên một công trình kiến trúc nghệ thuật tuyệt mỹ. Là sự tổng hòa của các lối kiến trúc phong phú và đa dạng, công viên thế kỷ mang đến cho bạn trải nghiệm thú vị khi cùng gia đình du ngoạn khắp thế giới và chiêm ngưỡng muôn vàn kỳ quan chỉ trong một ngày tại thiên đường giải trí dịch vụ An Lộc. Cùng nhau tham gia vào những sự kiện lễ hội âm nhạc sôi động đầy màu sắc và đắm mình trong khung cảnh thiên nhiên bạt ngàn hương hoa, khiến cư dân của Tiana Star Diễn Châu gắn kết với nhau hơn. Với khu An Lộc dành riêng một vị trí đặc biệt cho những hoạt động cộng đồng, với mục đích trở thành cầu nối cho cư dân nơi đây cùng nhau tham gia vào những bữa tiệc thịnh soạn hay những trò chơi tập thể tràn đầy năng lượng. Nhằm khẳng định đẳng cấp của một công trình dẫn đầu mọi xu hướng, Tiana Star Diễn Châu tạo ra cho bạn một không gian luyện tập hoàn hảo với khu thể thao trong nhà hiện đại bậc nhất và trang thiết bị tối tân hoàn toàn được nhập khẩu. Một cuộc sống nhộn nhịp cùng những trải nghiệm tiện ích hoàn hảo. Được kết hợp tại một vị trí mạnh nguồn sinh tài lộc, khu shop house trung tâm chợ, kiosk hiện đại được đặt tại khu An Thịnh, Sầm Uất. Hòa mình vào màu xanh của thiên nhiên, lắng nghe âm thanh cuộc sống và cảm nhận mùi vị hoa cỏ để xoa dịu tâm hồn và khơi gợi niềm vui sống chốn thiên đường mặt đất tại Tiana Star Diễn Châu. Phát huy truyền thống hiếu học của những người con xứ Nghệ, chúng tôi tự tin mang đến dịch vụ giáo dục chất lượng tốt nhất, song hành cùng phương pháp giáo dục đặc biệt chuẩn quốc tế, để tương lai con trẻ vút bay cùng những ước mơ lớn. Diễn Châu, khu đô thị thương mại dịch vụ giải trí kiểu mẫu đầu tiên và quy mô nhất Diễn Châu.